Ngoại mà có anh Thuận có gửi tặng ngoại 50 đô rồi con đưa cho ngoại nè. Ông ngoại cũng cảm ơn con ăn Thuận rồi à, trời ngoại cảm ơn con nhiều lắm à, ở xa xôi mà con nhớ tới ngoại rồi con gửi cho ngoại vậy, ngoại cảm ơn mang ơn con nhiều. Rồi ngoại chúc cho con biết có vợ không, nếu có vợ gia đình cha mẹ rồi đó, ngoại chúc tất cả gia đình con á, sang năm mới đó được à, giàu giàu sức khỏe và an khang thịnh vượng, và mỗi việc con làm nó được đều là à, mà may mắn được an khang đều đều vạn sự như ý. Ngoại chúc con được phước lộc thọ đủ đầy nghe, rồi vạn sự được như ý. Rồi. Rồi, cảm ơn con nhiều nha, cảm ơn con nhiều. Dạ. Rồi khi nào con có về nước á, con thăm ngoại nha, rồi ngoại nấu cho con ăn bữa cơm. Dạ. Ờ, tình nghĩa nha con, Dạ. nhiều lắm. Đây sẵn đây ngoại cũng cảm ơn tất cả các con ở trên mạng cũng quan tâm, cũng có nhiều nhiều người cũng chúc ngoại này kia đó, chứ cũng có gửi quà cho ngoại đó, ngoại cũng rất cảm ơn. À, như Bủ đó con ở Mỹ đó, rồi Quân rồi tất cả các con trong và ngoài nước đó, là ngoại cảm ơn tụi con rất nhiều, chúc tụi con tất cả đó được dồi dào sức khỏe là vạn sự như ý vậy đó ngoại. Vậy đó rồi các con có khi nào các con về đó thăm ngoại đó, một lần ngoại nấu bữa cơm thăm tình, rồi uống một một chung rượu của ông ngoại, chung rượu người ta gọi là rượu nước mắt quê hương đó nha con. Là ông ngoại giờ ông làm 20-30 lít lão tủ rồi con, về đang đón rước tụi con về quà quà đặng là ngoại cho vui vẻ sống lâu sống thêm nữa nhờ tụi con. Ngoại rất cảm ơn tụi con, vì trong đó cũng cảm ơn nhớ nhờ nhớ đó mà ngoại gặp được tụi con gì đó. Gối trời bầm ra sao phải không, để coi thử đi. Dạ cái này nhỏ không được rồi. Dạ quá à. Hôm nay thì là ngày mùng 2 của năm 2019. Ra trời mưa bão này thì cũng ý trời rồi. Trong 36 kế thì nhậu là thượng sách. Bữa nay thì nhân dịp tụi em có giao lưu với một anh tên là Triển Chiêu, hồi xưa có đóng phim là Kim Mao Sư Vương Tả Tốn. Trong phim Chu Du Kỷ cả nhà. Dạ mẹ nó ấy ấm nó sao cái đâu đây là lá cách sáng bẻm dạ. Coi cả dưới sông ơi, cái này nó bẻ rồi, cái bẻ đọt hết trơn, nó bẻ rồi cũng bẻ mất tới mốt rồi. Xin chào cả nhà, em nói chơi thôi, nói đùa thôi. Anh bữa nay có giao lưu với anh Chiêu, anh nói tên Chiêu thì em nói đùa là Chuyển Chiêu chứ. Về chơi tụi này cũng em cũng sẵn là vô thăm ông bà ngoại luôn, đang kiếm bẻ lá cách để làm cái món ếch. Bữa nay trời lạnh quá trời luôn, dưới vùng quê của em mà lạnh cái này không biết có ngoài miền Bắc chắc đóng băng hết trơn này. Hên là miền Nam của tụi em là cũng khoảng trái chuối, miền Bắc thì chắc trái ớt à, tóm lại trái ớt rồi. Qua bên kia cái đi qua bên kia rồi vào này hai thứ có rồi. Hello anh em có đi. Hello xin chào, em đang đi kiếm lá cách hai đặng ếch xào lá cách để đãi lại cả nhà, chút nó đi mới đãi nha, bây giờ đang đi tìm lá cách. tính đâu mà nói hello si bai ai du good morning chứ, đang ở quận Cam thành phố Sài Gòn. Ba cái lá gì, hổ gừng lá gì, biết bái lá gì. Mình chơi không có lá cách, mình gói lá mình bát đi. Ô, ở trong đây lội vô ghê lắm nội ơi. Dắt không? Không biết mọi người có biết con dắt là con gì không ta? Chắc để em giải thích cho những người không biết thôi nha.
thì con dắt nó cũng như là tương tự như con đĩa vậy đó, mà nó hay ghê hơn đĩa. Không phải nó ghê hơn cái gì, tại vì nó nhỏ quá là nó hút máu á, nó cũng y gan đĩa vậy đó, nhưng mà nó nhỏ xíu xíu à, mà đeo mình không có thấy được. Dắt thì mình đi trên bờ nó đeo mình cũng được, đi vô cỏ. Còn đĩa thì mình trừ phi mình xuống nước á, thì nó mới đeo mình được, còn dắt thì đâu có đâu. Vào gạt cỏ cái đeo lúc nào không hay. Bây giờ mình cũng có lá cách, bây giờ mình kiếm lá bàn khô kìa. Ớt mà mình nướng mướt đi. Ở chấm có than mà. Như có than á. Ớt nướng mướt ớt nè. Còn mình nướng cái chết ở trong này không có lò nướng nữa. Dán cửa nhà thì gà mọc lên đưa chuột. Cái là ớt ở đâu vô ngoài? Ớt nhẹ qua á. Ta cho ăn về vợ con á. Ồ vậy hả, con tính đâu ngoại bắt chứ. Không ăn á, mới xách vô cho ngày qua ngoại nè. Là chưa lại. Hả? Hôm qua chưa lại nè. Chưa gì ổng đâu có ăn đâu, con nó ổng không ăn đâu. Bây giờ vậy là mình tiền đã phát triển mấy chục năm rồi đó. Ủa bà ngoại có nấu cơm điện không ngoại? Có nồi cơm điện nè. Bây giờ nấu thêm lên nồi đó nữa đi. Tụi nó ở nhà ngoài không có nhà là nó nói điện không à. Nấu này có nước cơm mà ngoài. Ừ. Chút lấy nước cơm rồi. Ừ. Ngoài đi qua nay thì giờ chờ nhà cửa. Mày giẫm lúa hả cô? Chị hai giờ quay phim rồi chị hai ơi. Ủa? Vậy? Trời, có tính đâu ai vậy? Ủa, mỡ, lộn. Trời, mưa lạnh chết luôn. Hả? Mưa lạnh muốn chết luôn. Bữa nay mưa quá trời lạnh muốn chết luôn. Trời, cái cây lá cách ở đây mình tóc lầy nó không thấy nè. Dạ, con vô với ai, với tấm lầy hay vậy? Con vô với tấm lầy, vì sợ con thì ra ở ngoài rồi, không có vô đâu. Đâu mà trời mưa này dễ gì. Ủa, hả? Mà nó không có tiền, không đi được. Dạ lúc đó con đi qua chị Thanh, qua bên nhà anh Dũng á, rồi con đi về trên Bạc Liêu luôn, không có vòng về Bạc Liêu, không có vòng về ngang dừa. Ừ. Đi qua ngã năm Sóc Trăng rồi con bắn rồi Bạc Liêu. Bắt năm nói thì tính. Ủa, là con muốn đi ngã năm Sóc Trăng đó hả? Dạ đúng rồi đó, con đi đường đó đó. Tính ai vô quay phim đó gì mà như rốt cuộc không có quay hay vậy? Đâu có vô đâu quay. Ừ. Không ai quay đâu. Bữa đó đi về tới nhà cũng cố. Có bụng chụp hình không chứ đâu có quay phim hả? Không có quay phim. Có con vợ con đi nữa mà bữa đó. Ờ có. Thì là con vừa lên tới Bạc Liêu là nó đang chuẩn bị trên đường về. Hai mẹ con đó thì hai mẹ con lên xe cái ngủ kỳ luôn. Ừ, nó lên xe, thằng cu lên xe ngủ không à. Lúc chưa chạy tới đây mùa hôi đổ ướt lên chạy xe chạy người cái khoái hết vô mà hai chơi nhớ ơi. Dạ này quay đưa lên mạng á, người ta nhìn người ta thấy, người ta nói trời ơi nông dân cực quá trời luôn. Mưa gió bão bùng cực khổ quá trời luôn. Có nghĩa là ý trời đó mọi hai ơi. Mưa này là 36 kế là chỉ có nhậu là thưởng sách thôi. Ừ. Chỉ có nhậu là thưởng sách. Dạ. Nè, quay mà hai đưa về nước ngoài coi. Đây nè, nó quay nè. Cậu hai lắc lên sao quay, nó có quay hai mấy cái ông đằng đó. Cái cậu cục đầu kìa. Thứ lấy của đá điện cho ông cục mình cái ông thấy ông cục đầu lên. Ông ngoài này tính lâu dài lắm, ông nghe mà ông không nói đó. Mùi trời. Cái đó hình như cây đó lá dông không trong đêm không? Dữ nữa đó. Trăm nhà. Ừ. Mới được. Hình như lá dông rồi đúng không? Không, lá ăn được anh em. Hả? Lá hình như nó là bù đề. Bù đề hả? Ừ. Có gai không? Cây nó có gai không? Không. Có, không có gai dụng ngoại, có gai mới dông. Mới dông. Lá dông mà gọi là này có em mình ăn đó anh. Ừ. Có ra này không phải lá được, phải đâu lá này ăn được. Lá này vui. Nhưng mà cái lá dùng nem ăn nhiều mà là không được á. Chứ sao vì ai mất ngủ là ăn ba lá rồi là ngủ liền. Mày hay hơn. Đúng rồi. Đó đi ăn làm không ạ? Không, tao đâu có làm đâu.
Ông làm không cha làm. Ôi, mày hay quá nó tiện rồi. Ốp nướng đó mà, ốp thiết nướng. Thằng này ăn quên hả? Vô. Rồi, không, lúc này thấy mày hay rồi, mày giỏi rồi. Giỏi rồi. Trời ơi trời. Dạ dạ dạ. Bỏ hở chút xíu xíu lạnh ngắt trời. Lúc này có mày hay quá, giỏi quá. Cái bèo bên đây nó lạnh. Không một người luôn đó các mày ơi. Làm gì đâu. Chơi bà. Không nhận trời lạnh dữ thiệt. Không, không, đủ rồi, tôi phục rồi phục. Là tôi đói ăn không à. Muốn được. À, anh về lúc này. Về cho bữa thứ 3 từng ngồi, tức là từng ngồi bên đây cho mấy à? Làm nha. Bên đây thứ 4 từng ngày rồi đó. Từng ngày là tôi rửa tay chưa? Các bạn gì đâu bóc rửa tay không nổi. Mới đi ra ngoài vô kìa. Đúng rồi, nhưng mà tao có chưa đụng gì thế mà. Chúng có thấy gì sao đó. Vô chứ, trời ơi, kêu ra chứ. Quên đi. Anh xuống đây anh luôn hả? À? Anh xuống anh luôn hả? Ở má nè. Đi về cũng ngon hả? Đâu có đi ngay đâu. Chết mẹ rất luôn. Mẹ. Vô. Rồi. Rồi. Xuống lên đó. Dạ dạ dạ. Ngồi này chắc nhường bát luôn. Đứng ngoài. Ờ, ngoại về. Rồi, ông ở đâu tôi kiếm ông. Tới chẳng không gặp trời. Để ta về lại. Ừ. Món này được nè. Món này được nè. Đi. Đâu ra? Chỗ bà vậy? Đâu ra? Trời ơi. Giỡn nữa giờ. Rút đại ca về nữa được. Chịu được. Rút đại ca về nữa rồi. Quá quá. Trời ơi, coi con. Ô. Coi tôi về làm ăn. Nè mày có nè mày. Dạ dạ. Hả? Dạ. Làm ăn sắp đến người khổ chứ. Ông ngoại mà chết lên ông ngoại. Chú Năm, con kiếm nó làm nãy giờ không gặp vậy. Con lên tới nhà. Tao là kiếm nè, là tao để xe nhà giúp tao đâu biết sao này. Con đi hướng này. Trời ơi. Mà tao để xe nhà. Mày đâu biết, mày có rồi. Mày con đi hướng này. Con đừng ngồi luôn. Ông ngoại chắc con ngủ quá. Ờ, rồi tập bấm hết luôn. Lứt bấy rồi một câu. Ờ, thấy ông ngoại lạnh mà. Trời lạnh mà ông ngoại. Thế là chắc lòng rảnh này. Tới này là con còn bị ông ngoại đưa đứt luôn chứ đừng nói. Con cháu lon rồi. Cháu lon hả? Trời ơi, tao lỗi cho bay thiệt. Thiệt. Cái đó tao lỗi, tao chịu lỗi thôi. Nướng ở đây gì? Dạ. Ở trên đồng rồi. Tao tính trời các con vô là cá ghi là xào với người có đông mà. Vô rồi ông chú. Rồi. Nhông chú ngồi trên. Quá là ông qua bên anh em hả? Mày vừa tới hả? Không, có hai anh em mình. Tôi và anh em ngồi thôi, uống rắc tâm sự nãy giờ bỏ nó chứ. Ai biết đâu mà nhà mình có chuyện gì. Tôi đi mà bệnh tới à, tới à. Gần tới sân rồi mà tôi nghe lóng thanh hả, tôi lo chứ không có này đâu. Tôi nói chú Năm là sôi. Bà ngoại quên ông ngoại là gì hả? Hả? Bà ngoại quên ông ngoại là gì sao? Đâu quên đâu. Bị ổng không nghe nói chuyện nó bệnh. Bây giờ là bà ngoại cho ngồi luôn đi bây giờ là. Ừ, về chứ. Chú tuyên bố đi, chú tuyên bố giờ. Bà nhận là con rồi, con phải kêu thằng con. Con rồi hả? Con. Rồi rồi. Kêu thằng cha luôn. Con tên gì? Chiêu. Gì? Tên Chiêu. Chiêu hả? Chiêu. Trời ơi, tên ông già anh số rồi. Bà có chịu tên Chiêu không? Ngay tên ông già anh số rồi. Chuyện Chiêu đóng phim mà Kim Mao Sư Dương á ngoại. Dạ, bà công. Con quê đâu? Nói đi. Nói mừng coi. Hỏi xong gì? Kim Mao Sư Dương quê con đâu? Không là Cầm Mao. Dạ, đúng rồi. Đâu không nào? Cầm Mao ở quê nào? Bây giờ Sông Đốc á. Cầm Thời. Cầm Thời. Phải không? Dạ, trời thần. Giờ là ba có người chú ở Sông Đốc. Dạ. Võ Linh Quân về chú con không biết nó làm con đá không con đá biết cái nào ngoài ngoài rồi rồi trong đó qua cái lùm á cái lùm gì không biết nè con đi nè hả cái lùm gì không biết rồi con nó như mấy mươi à năm mươi mấy hả 55 năm năm được mở lên cho người nghe ai mua đi uống ba được coi cho chú bị chú là con của bà cô thứ sáu rồi bị sáu bị đảng rồi cái mặt đen thui còn mẹ ba được con già con lỡ con cấm lại không cấm già con ai còn không con đưa cái thằng quân mắt hả mẹ con đảng nhà mắt đen thui đó mấy người đó dân đảng ba mẹ ơi bây giờ là anh chưa biết sao không
bốn người tóc đen với bốn người đầu bạc. Đây năm mà nghe. Không cho mày dám mày ghen. Mày mày được có nhiêu đâu mà mày được được cái nó dọn hoài đó. Trời không lẽ mà đặt bạc hết đầu người ta đây nói bà về bạc hết đầu không kìa. Chết đầu. Mà tóc bạc thì tóc con này bạc cũng đòi ngang hàng không bạc. Phải thì có nó con tóc bạc chứ không phải con lớn tuổi. Ông thì có bạc lớn tuổi á. Ông có gầu bạc chưa? À, không nhớ gầu bạc không? Nhóc gầu bạc cũng mà đầy luôn á. Hơn 10 10 lại không có cỡ luôn á. Hơn 10 hơn. Tao mới cạo rồi hai bữa trước. Đó tôi công nhận đúng. Hơn 10 thiệt. Không cái này giờ đẹp trai đó bộ. Gì vậy? Con nhỏ nhà. Chết. Trong nhà. Sáng giờ mưa quá rồi không làm gì. Ngà bánh gấp hồi cho anh ở nước được. Chiều quê nhí. Tao đây tao vô tới nè. Anh tự nhiên đi. Rồi bác ký nướng con chưa chín hả? Đó con nướng bệnh kìa. Cho tấm này đang thở bệnh. Thiếu than con đang thấy mẹ nghĩ còn chín. Tự nhiên anh ơi, tự nhiên. Nhưng mà chưa chín lấy vậy. Thoải mái hơn. Con ăn được nó không thấy. Sao quá thì thấy nó ngại ngại. Thì nướng con á. Đang gì mà nói? Năm chất lượng cao chứ kế nó hàng nước ngoài đó. Dầu hứng rồi đó. Con ăn được nó ngon gì không? Hứng chưa? Vô này. Vô ra kìa. Chắc vô có 2 3 lon nữa mới hứng được nổi chứ. Giờ vô lon này chưa có hứng nổi đâu. Cái lon này chưa khai hỏi hả? Chưa hứng nổi chưa hát lẩu gì vậy á. Vô. Vô ông bay. Vô. Rồi vô mau ra mau à. Vô mau ra mau. Vô mau ra ra đâu vô được. Vô mau còn mau làm sao á? Ừ, không vô mau ra mau. Ông tao ông đen tối quá. Uống trước xỉn trước. Không phải, ông ngồi ông nghĩ nhiều xỉn nhiều. Rồi, ông nghĩ về cái vấn đề khác nữa. Tao nghĩ vấn đề khác. Vô mau ra mau. Dạ, đi nhầm giờ luôn liếng. Đối với người phải có bằng lái mới được. Đúng. Dạ. Chất lượng cao phải ăn nói kiểu cao lắm. Có đồ nghề sẵn tay lốt luôn à. Đi nhầm lưu liếng luôn. Dạ, may mắn. Có rồi mà vô mà bà, bà, chậm. Bà vô với con vô là bà vô. Vô lẻ. Vô mà bà vô. Thấy giờ con thấy cho mẹ chậm. Có uống bụi thuốc rồi nè. Mày làm gì nè? Mày nữa vậy? Mày lão tủ. Lão tủ. Mỗi đứa phải uống cấm nè. Không phải là tao với con tao uống rồi tôi phải ở không động được á. Tao có lĩnh. Phải không? Dạ dạ dạ. Mình lĩnh vui đó anh. Sống mãi. Phải không? Sống vui sống khỏe là mình sống mãi mãi mới được chứ còn. Đúng á. Gầu buồn lại chết. Ủ ngủ. Âu sầu. Trời ơi, ngoài có đầy quá. Đầy đâu, có đâu dừa. Dừa. Ăn mới đầy rồi. Cái bàn không? Con. Gì đó. Đủ tay không? Không ly đi cho nó. Nó còn ngọt quá. Bia được. Được không? Nhớ. Được công, đừng con. Ủa mày còn khúc mày. Nhớ bắt phạt mày. Đây nè. Kìa một con nhạn đã ra đi rồi kìa. Mày đây. Không có mồi gì. Ăn gì vậy chứ không nhà. Nó sáng hay rồi. Những đứa con như thế này là có điện sẵn. Dạ ông ngoại ơi, ông ngoại ơi. Ông ngoại ơi. Về sớm lắm mà tôi thấy ông chưa mày nghe, biết rồi đợi ông vô động một cái cho hỏi thêm cái nữa. Mau quá. Trong đốc rồi, trong đốc lên tới Cà Mau lên đây. Đi luôn rồi. Ngon khổ lắm con. Bà có đi trong đốc bắt bà khía nữa. Con lúc trước con cũng còn ở đây con cũng đi gần gai đó đi rồi dính đi ra rồi xong rồi tránh chở đi bằng bà kia đi biển cũng đi làm con cũng làm nông nữa mà bà kia nha bà gặp các thằng loại là phải bà bắt đó ngày về rồi gắn nước biển rồi đó nhưng mà cái thời con còn đây cái thời mà em nhà con phụ ngồi dưới tôi ra có ai đâu nhìn lên ăn rồi bây giờ sáng giờ ở vậy đó mấy năm trước á. À ơi, con gạch sống vào á, con gạch dinh nó lại á, trời ơi. Con khoảng 2 tuần. Vì nó dặn mùng 3 Tết là ba phải lên ra gặp nó đó. À vậy hả? À. Nhưng mà sức khỏe ba lo lường muốn đi đổi lời phong. Không có sợ gì. Không, chúng mới tới Sài Gòn với ông ngoại chứ không có gì đâu. Nếu mà người mình ngồi trên xe là cũng nằm nghỉ được không à? Chứ đâu có sợ là sợ ngột ngạt không khí ở trên xe thôi chứ mình không có sợ cái gì. Nhưng mà đi con phải đi ra ngoài nha. Dạ. Nếu đi ra trang là con phải đi vô ngoài mới được. Dạ. Nhưng mà đi xe bây giờ nó có xe giường nằm xe phòng chứ đúng không? Nhà phòng có phòng riêng luôn à? Có phòng riêng ở. Giống như xe buýt bên Mỹ. Phòng rộng hơn.
Mà nghĩ mày đi luôn hai thằng mày cận vệ ngoài đi. Con mày. Nhưng giữ đi. Em gần cái chùa đó. Người ta cho ông ngoại đi nhà nào cũng được. Lúc đó hết ăn đi con. Hai. Dạ dạ được. Mạnh anh còn ớt thôi, tôi đánh nước nữa nè. Đất nó mà bỏ trong bỏ xuống anh đó nha. Ai ơi đừng bỏ quăng bao nhiêu đất lớn bây giờ. Bao nhiêu đất đất làm mấy mắt với hồ dẫn mình dẫn cái vườn rau cá thôi. Giờ này có vườn rau cá được à. Má hồ dạy cho tôi nhớ. Đẻ dân quá. Không biết đâu. Cũng có dễ cũng vui quá đâu nha, người tất cả là bủ vô coi không lẽ từ cái vui quá rồi giờ bữa nay vui quá rất là vui lắm, vui thật vui đó. Trẻ còn nhận có ba không lẽ từ cái con gì còn vui nữa. Bây giờ ba nói con nghe trong này nè, cái hội đăng hoa mà chưa có tới được con gà con gì tất cả về cái hội đó là con trai hỏi đẹp cũng quá mà chồng vô. Trời, ông ngoại ơi, hôm nay là ba người tóc đen, ba người tóc trắng đó nha. Yeah. Ba người tóc đầu đen, ba người đầu bạc á. Ba người đầu đen, ba người đầu bạc á. Sao? Là đấu với nhau á. Ở dân Việt Nam mình đấu có gì. Ai không hồi nhỏ, không vô không mà xanh coi là nó là bạc. Nói rồi. Mà nó đen. Chắc mình nói nghe cái chuyện cũng dễ vui. Rất vui ở đất nước Việt Nam này. Ở dưới đâu sao như không mà nó lột vào đâu chỗ nào nó chết nữa vậy nó bây giờ nếu đồng ý tôi xin cảm tưởng mua lời của con giáo Bác Hồ ở đất nước gì cảm tưởng mua lời thôi còn sao vậy sao mà ai đó. Trong cái kẻ cái hỏi nào mà tụi con tụi cháu vô đây á tao thấy cũng tao nghĩ chỗ này cảm tưởng mua lời đâu không sợ bạc tình bạc nghĩa chứ gì cảm ơn nhớ chỗ này là nhớ vì con nhớ tụi bay mới biết ông ngoại và cái cho ba năm để cảm ơn lời là đối sự thật chứ không con nhớ là không biết tao hàng Việt Nam không biết ba đâu con đó nó giờ cảm ơn nói là sao ngoại ơi ngoại vẫn cảm ơn người đó là sự thật tấm lòng có sao nói vậy nha không tức khiêu thêm bớt nha thưa rồi bác làm cảm ơn tất cả còn ai nếu phụ bạc nhớ thì người đó chịu còn tao không có nha tao nói thiệt tấm lòng nói sao, có sao nói vậy nãy nói vậy con vậy cho mực nói cho tôi cho mực không cho mực cho cò mày không ăn quá không ăn con nâu không ăn cháu cò cháu không ăn gì cháu cò cháu vô vào cháu ăn rồi cháu cò ăn đi cởi cởi rồi sao rồi vậy con nâu mồi đâu mà không mồi đâu mà ăn không mồi đâu mà ăn ba đó ơi con nào có gọi mồi đâu ăn cho mực cho cò chứ có nhưng mà con bỏ ba cây ba mấy hai mấy năm rồi con ăn không ba bỏ được 12 năm con chưa gả muốn có ba buồn quá rồi ba ngồi mình thu gia lại rồi mình không có thuốc coi kỳ quá rồi ba mới con mồi ăn vậy con ăn luôn. Dạ, hút trong luôn. Ừ. Trước là bà cũng hút nhưng mà cũng không có năm à. Dạ. Ừ. Nhưng mà rồi gỡ hút rồi khu gia lại ngồi hút mình cũng hút về thôi ba hút lại. Hồi cả bà không hút thuốc nha. Mình cứ mặc cửa rộng chứ. Bà biết. Mình không hút thuốc mà mình bình thường bỏ thuốc có thể bị lên máu rồi kia đó ngoại ơi. Không phải đâu. Tại mình đi quá vậy chứ mà không phải đâu. Không, bỏ không. Thuốc là không có gì hết. Có đó nhà người ơi. Những người ốm á dễ, những người mập mập á. Có lý do người ta nói thôi chứ còn. Con nghe những người bỏ thuốc nói thôi chứ con chưa từng bỏ. Ông ngoại bỏ thuốc là không có gì hết. Tại con nghe mấy người bỏ thuốc kể lại á. Trời ơi, tại nghiền quá rồi nói vậy chứ còn không phải đâu. Bỏ thuốc đi. Hả? Bỏ thuốc là tốt nhất. Ờ. Không, tại vì em nghe nói thôi chứ em cũng chưa từng bỏ thuốc cho nên em không biết. Không có, bỏ thuốc có gì hết, không có lên máu lên gì. Mà tại mình lên cơn nhưng mình không chịu mình đi hút mình nữa thì bỏ thuốc lên máu không phải đâu. Cho ra ngoại rồi. Ông ngoại là đậu số mà là liền. Có, ông có máy. Có máy, có máy nhưng mà ông ngoại không có bao giờ mở máy hả?
cái gì cái máy dụng tủ mà giờ có máy đừng điện không mất máy vậy là ta tên động ông ngoại ta có luôn thôi đi thôi đi đừng có quăng bơm chém gió đây nè đây nè đây đây nè tao có ông ngoại tao nè ông ngoại tao đâu rồi vậy là đi động số ngoại tao rồi quăng bơm chém gió động số ngoại con này súng cài có đâu mang nè súng đã già còn súng cài nó dấp nữa vậy kiếm mà cái kéo gì nè thôi 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 cái này ta đừng lộn số ngoại tao nè ông nè tôi nói ông nè ông đã già còn ai cũng có dùng nhiều thì phân bổ cái gì á thì thế thì ra là thế chứ mà cái gì thì là thế tính dụ đang cũng thứ dữ chứ ông gì đó ông tính dụ thứ dữ ông ngoại có bình nè ngoài bò này mày có gì ông ngoại ơi đến ông ngoại chạy á xách ông ngoại chạy đi nhãn á nghe đất đi sợ ra hơi như vậy yêu cầu cô bé nghe ai được được cái phần như vậy thì ở đó thì dùng hút trăm ngàn năm phát nước này nó cũng dùng như hút rồi có không có chỗ này không có quan trạng đó là thắng giặc gì vua qua mới đãi cho hồi hương dân làng phải cái đường nguyên tiếp nha đỡ tay đứng cái gì cái chùa nghĩa thành nữ đúng rồi rồi Dạ không cái này mình vui không hết thì mình đem ra mình bỏ tủ lạnh. Ờ vẫn lạnh cho lượng để ngoài dạ. Ở ngoài chua. Dạ. Để ngoài nó bị ấy nè. Chua. Đúng rồi, nó không lạnh rồi là uống không được. Có một câu nói vô này nè. Mà nhớ câu này nha. Đời gì mà phòng khi đại khách ấy vào sang mà đãi người dân vật đãi trang anh hùng. Phải không? Bị bàn trà rượu đãi xong. Bốn người ngồi lại vào làm thơ thôi gì đó. Mai hòa giận điểu điểu hòa giận mai có câu nhất cảnh tình hoài đường xa dội dội dẫm dài dơi dơi ai ai khổ trong trời gặp nhau ta đã cạn lời gì thôi phải không đó mình chống luôn vậy đó hay bị phê gặp nhau ta đã cạn lời gì thôi xưa giờ mấy giờ vui giờ không chứ không hơn thua ba nào không hơn hơn thua lại